điện mặt trời Sơn la xin chào tất cả anh em yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay bên em về được ít bình ắc quy Viễn Thông cũ, hàng nội địa Trung Quốc. Các bác nào thích hàng nội địa Trung Quốc thì vào đây. Đấy, nhập được có gần 40 bình thôi nha em ơi. À trong video trước thì em cũng đã đăng à, lô bình ắc quy Viễn Thông của Mỹ thì anh em lấy cơ bản đã hết sạch rồi còn có mấy bình nữa là hết thôi Đấy. Thì dùng năng lượng mặt trời anh em kết hợp với bình này thì quá tuyệt vời luôn bình này nặng 35 cân Ngày mai các bác dùng hỏng các bác bán cho đồng nát cũng được 700.000 một bình nhá đấy là bán giá rất thấp rồi các bác bán cho nó đồng nát là 700.000 là các bác mua coi như bình này các bác mua vào 1 triệu Đấy em bán bình này là 1 triệu 7 bao ship nha Mã là 6FMXH100B 12V 100A Nếu như bình này các bác mà mua bên Trung Quốc Thì nó tính ra tiền Việt là 3 triệu 800 nghìn đồng Anh em ạ Đấy mà các bác mua cái bình này hiệu suất còn trên 90% luôn Đấy còn trên 90% luôn cho anh em nhé với cái bình ắc quy này thì anh em sẽ uh, sử dụng rất là hay. Đấy và bọn em còn có 5 bình ắc uh, quy viễn thông cũ của Mỹ này, 102 Ampe nhá. Đấy, 102 này. Đấy, 110 này. Đấy, 102 này. Còn 5 bình nữa thôi, các bác nhanh tay chốt thôi. Còn 110 này. Đấy. Các bác uh, thích cái loại nào thì các bác chơi. À bên em có cả loại nhỏ 55A nhá. Loại nhỏ 55A thì bán 790.000 cộng tiền phí vận chuyển. Còn nếu các bác nào mà để bên em bao ship thì là thành 990.000 nhá. Đấy, còn cái bình này thì nó đang bị mất cái mác. Cháu biết là bình 100 hay 110. Đấy, đây còn bình 110 Các bác nhanh tay để sở hữu không có lại hết luôn đấy Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé